chúng ta đang được chứng kiến đợt lên bóng của cầu thủ áo đỏ. Cơ hội! Bàn thắng đầu tiên. Chúng ta có thể thua rất nhiều bàn, điều đó không phải là điều quá quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có ghi được bàn thắng nào vào lưới của Arsenal hay không. Và câu trả lời đã đến ở tình huống này. Cú chạm bóng của Mạnh Dũng đã trở thành một thử thách quá khó đối với thủ thành mới vào sân